Thì mấy bữa nay có mấy anh em hỏi hồ mình dùng sơn loại nào mà nó đen á anh em. Thì bữa nay mình sẽ làm cái clip này để nói về cái loại sơn mà mình dùng cho cái hồ của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cái loại sơn mà mình dùng để sơn cái hồ mình cho anh em tham khảo nha. Thì do là cái hồ của mình ở trong nhà anh em, nó thiếu cái ánh nắng vào buổi sáng, cho nên là mình phải dùng sơn để tạo cái nền nó màu đen. Còn nếu mà hồ của anh em mà nó ở ngoài trời mà nó có cái ánh sáng của buổi sáng anh em, thì anh em không có cần phải sơn nha. Anh em xây xong rồi mình chống thấm rồi xong rồi mình để như vậy luôn, mình nuôi cá luôn, là sau cái tầm một tháng đến một tháng rưỡi đó, thì cái rêu của cái ánh nắng sáng anh em nó chiếu xuống nước đó, nó làm cho cái rêu nó lên đó. Thì cái rêu nó lên rồi thì sau này nó ngã sang cái màu đen á hoặc là màu xanh á, thì cái hồ của mình nó sẽ rất là đẹp. Thì anh em không có cần phải sơn. Còn do cái hồ của mình là trong nhà đó, ánh sáng thì nó chỉ được một tí ánh sáng buổi chiều thôi, còn buổi sáng thì nó không có, cho nên là mình bắt buộc mình phải sơn đen anh em nha. Thì có nhiều anh em á là thắc mắc không biết là mình dùng sơn loại nào. Nhưng mà hồi trước là mình sử dụng cái sơn bạch tiết, nhưng mà mình không biết á, mình dùng sơn bạch tiết là mình sơn xong rồi khi mà mình cho nước vô hồ á, sau cái tầm 2-3 ngày thì nó bung nó hết luôn. Thì sau này khi mà mình tìm hiểu thì thấy mấy anh trên mạng á, mấy anh chia sẻ là mình sử dụng cái sơn Lincoat 3 nè. Và hiện tại bây giờ mình đang sử dụng cái sơn này. Này cái sơn này. Đấy. Thì ở đây mình cũng nói lại luôn, cái sơn này nó giống như cái nhựa đường mình anh em, cái nhựa để mà làm đường mình á. Nó dùng để nó sơn cái hồ của mình đó, để nó tạo cái nền màu đen nha. Nó tạo cái nền màu đen, nó chống thấm rất là ít. Có nhiều anh em mà mới chơi á, giống như mình lúc trước á, thì không biết, cứ nghĩ là cái này nó chống thấm, nhưng thực chất không phải nha. Nó chỉ làm cho cái nền cái hồ mình là tạo cái nền màu đen thôi, nó chống thấm rất ít nha. Nếu mà anh em mà cái hồ muốn không đi nước là anh em phải sử dụng cái chống thấm riêng nha. Cái chống thấm với lại xi măng á, là anh em làm riêng, hoặc là dưới cái nền đáy á, là mình đổ bê tông rồi mình sơn lên thì nó sẽ hạn chế đi nước. Còn nếu mà ở hồ mini giống như mình mà anh em không có đổ bê tông á, thì anh em xây tô xong mình đi hồ dầu á, là anh em phải sử dụng cái chống thấm riêng nha. Chứ còn cái này nếu mà anh em không chống thấm mà anh em sơn cái này lên á, là nó bị đi nước anh em nha. Bây giờ có nhiều anh em là không có sử dụng chống thấm mà mua cái này về mình quét lên, thì tầm cỡ chừng 5 ngày hoặc là 10 ngày thì nước nó sẽ bị rút đi thôi. Cho nên là mình nói lại, cái này nó chỉ tạo cái nền cho cái hồ mình màu đen cho nó đẹp thôi, chứ nó không phải là chống thấm anh em nha. Thì cái sơn này thì mình sử dụng á, thì nó cũng đơn giản thôi. Mình thì không biết anh em xài như thế nào, nhưng mà riêng đối với mình á, cái này là mình đi 3 lớp. Một lớp đầu tiên thì mình sẽ cho là 3 phần này và 1 phần nước. Cái lớp thứ hai thì mình sẽ cho nó hơi ít nước lại tí xíu, và cái lớp thứ ba là nó hơi sệt tí xíu. Đó. Thì cái này anh em đừng có phơi nắng, anh em phơi cỡ tầm 2-3 ngày là được rồi. Hoặc là nếu mà anh em nhà mình mở hồ trong nhà giống như mình đó, là mình sử dụng máy quạt ha. Thì giống như đây người ta kêu là để cách 6 tiếng, nhưng mà mình do khi mà mình sơn á là mình sử dụng cái máy quạt anh em. Mình sơn lúc đầu khi mà mình sơn nó sẽ lên cái màu nâu. Khi mà nó có cái hơi gió hoặc hơi nắng nó vô á, nó từ từ nó sẽ chuyển sang cái ngà nó màu đen kịnh luôn, màu đen luôn. Thì cho nên là khi mà mình sơn á, giống như mình mở quạt á, là mình thấy nó chuyển qua màu đen hết, nó bắt đầu là mình sơn tiếp lớp thứ hai. Hoặc là anh em để theo 5-6 tiếng giống như trong cái nhà sản xuất người ta nói cũng được. Còn mình thì mình mở quạt lên, mình thấy nó chuyển sang cái màu đen hết, là lúc đó mình sơn thêm cái lớp thứ hai này nha. Thì khi mà sơn xong 3 lớp rồi á, thì anh em mở quạt cũng được, hoặc anh em phơi, thì tối thiểu của nó là 1 ngày rưỡi nha. Còn nếu mà anh em kỹ để 4-5 ngày cũng được. Còn mình thì mình để, lúc mình để là 1 ngày rưỡi. 1 ngày rưỡi rồi bắt đầu mình mở quạt nha. Mở quạt liên tục là để 1 ngày rưỡi. Rồi xong rồi á, là mình ngâm chuối với lại phèn chua, để thêm 3 ngày nữa để nó xử lý cái mùi hôi của cái sơn này nè, với lại cái xi măng của cái hồ mình mới xây á. Rồi mình cho nước vô, mình chạy lọc cả tầm 1 ngày rồi bắt đầu mình mới thả cá. Còn nếu mà anh em kỹ hơn, có thể là mình phơi 5-6 ngày, rồi mình ngâm chuối thêm 5-6 ngày nữa, rồi chạy lọc 2-3 ngày là anh em thả cá cũng được. Nhưng mà của mình thì lúc trước là mình mở quạt 24, cho nên là sau 1 ngày rưỡi là bắt đầu mình cho nước vô, mình ngâm chuối với phèn chua 2-3 ngày rồi bắt đầu mình thả cá luôn anh em nha. Thì khi mà nó khô lại nó sẽ chuyển sang màu đen, nhưng mà khi mà anh em cho nước vô á, thì theo mình á, lúc trước mình thấy là khi mà cho nước vô á
là sau tầm cỡ một tuần hoặc là 2 tuần nó sẽ chuyển sang lại cái màu nó hơi hơi nâu nâu giống như lúc ban đầu á nè, chứ nó không có giữ luôn cái màu đen giống như vậy nha. Đó cho nên là nếu mà anh em sử dụng cái sơn này nè là sau thời gian nó chuyển lại hơi cái màu nâu thì cũng không có gì lạ anh em nha. Nhưng mà nếu mà hồ của anh em mà làm tốt á, như nếu mà hồ của anh em mà cái vi sinh nó tốt là sau này cái rêu nó sẽ bắt đầu nó từ từ nó lên nha. Rồi thì nó lên rêu là giống như cái đáy hồ của mình đó nè. Thì của mình là do nó có một tí xíu cái nắng buổi chiều á, với lại kết hợp với lại cái sơn này nè, thì do cái lập của mình á, thì nó cũng lâu rồi nó ổn định á, cho nên là lên rêu nó sẽ lên. Thì khi mà nó rêu nó lên thì nó sẽ không bằng những cái hồ mà của anh em mình ngoài tự nhiên á, mà nó có cái ánh nắng trực tiếp vô của buổi sáng anh em, thì chắc chắn nó không bằng rồi. Cái rêu đó nó lên rất là đẹp, còn cái này của mình nó lên chỉ thưa thưa thôi. Thì nó kết hợp với lại cái sơn này nè, nó sẽ tạo cho cái nền của cái hồ trong nhà mình á, nó có một cái màu đen, thì nó sẽ làm mà nổi bật cái màu của con cá koi này lên. Thì mình nói về ngay cái chỗ cái nền hồ tí xíu, có nghĩa là con cá koi này anh em, thì khi mà mình thả nó vô hồ á, mà cái đáy hồ của nó mà màu đen á, thì cái màu của con cá nó lên rất là đẹp. Anh em đừng có bao giờ mà nuôi cá koi này trong cái hồ mà giống như thùng nhựa màu trắng nha, hoặc là nuôi trong nhà mà anh em không sơn đen á. Mình khuyến khích anh em nếu mà hồ nuôi mini trong nhà giống như mình á, anh em nên sơn đen nha. Tại vì anh em thấy cái con cá màu vàng của mình không, những cái clip trước của nó mình quay á, là cái màu nó vàng vàng rất là đẹp luôn. Nhưng mà hồi bữa do mình sửa lại hồ là do cái hồ mà nó đi nước đó anh em, cái mình nhốt nó ra trong cái thùng nhựa màu trắng á, mình dưỡng mấy ngày để mình sửa lại hồ á, thì khi mà mình thả nó lại hồ thì cái màu nó nhạt luôn, nó nhạt nó lợt luôn. Và từ bữa giờ mình dưỡng lại cả tháng rồi, bữa nay cái màu nó mới sáng sáng tí xíu anh em. Rồi những cái con cá khác nữa, khi mà nó vô nó gặp cái màu trắng á, thì cái màu nó tự động nó sẽ từ từ nó biến đổi để nó hợp với lại cái màu của cái hồ nó sống anh em. Cho nên là cái màu nó từ từ nó nhợt. Cho nên là anh em nếu mà hồ mà nuôi trong nhà mini giống như mình mà mình xây á, là anh em nên sơn đen đi. Thứ nhất là cái hồ mình nó đẹp, màu con cá nó lên đẹp, mà cái thứ hai là con cá nó không có bị cái tình trạng tụt màu anh em nha. Thì để cho con cá mà cái màu nó nổi bật á, là cái sơn này nè anh em, là nó sẽ giúp cho con cá tôn vinh cái màu nó lên. Còn nếu mà mình không sơn á, trong nhà mình không sơn mà hồ nó không có lên rêu á, thì để lâu dài con cá tự nhiên nó nhợt nhợt, nhìn cái màu nó không có được đẹp, nó không có được sáng anh em. Thì hầu như trong tất cả những cái loại sơn để dùng để mà coi như là mình sơn đáy anh em, thì hồi lúc trước mình không biết, mình sử dụng sơn bạch tuyết đồ á, sơn nó bị tróc. Chỉ có cái sơn này là mình sử dụng là mình thấy nó bám dính, cái độ bám dính nó cao. Nhưng mà khi mà anh em sơn xong á, mình phơi khô nó không có khô được giống như cái sơn của mình nha, mà nó luôn có cái hiện tượng giống như rít rít anh em. Tại vì cái này cái hỗn hợp của nó giống như cái nhựa đường á, cho nên là anh em sơn xong mà anh em phơi khô 2 3 ngày gì đó mà anh em thấy nó chuyển sang màu đen rồi là ok rồi đó, chứ không có bao giờ mà nó khô luôn đâu. Thậm chí bây giờ ngay chỗ những cái khúc mà ở trên nền nè, trên cao mà nó không có nước anh em, mà giờ em mình rời vô nó vẫn còn bị rít anh em nha, nó không bao giờ khô ráo mà nó luôn luôn bị rít rít anh em nha. Thì cho nên là bữa nay mình làm cái clip này thì nói về cái vấn đề sơn á nè, sơn đáy hồ của mình á, với lại là mình cũng khuyến khích anh em nếu mà nuôi hồ ngoài trời á thì mình không cần sơn, mình để nó lên rêu tự nhiên á, màu nó rất là đẹp. Còn nếu mà nuôi cái hồ trong nhà giống như mình nó thiếu cái ánh sáng á, thì anh em nên sơn anh em nha. Thứ nhất là cái hồ nó nhìn nó đẹp hơn, và cái thứ hai là màu con cá nhìn nó cũng sáng hơn, nó không có bị cái tình trạng tụt màu anh em. Rồi thì nếu mà anh em nào mà chơi cái hồ mini trong nhà giống như mình nè, mà đang muốn tìm cái loại sơn nào để sơn đáy hồ, hoặc là anh em đang có dự định xây một cái hồ giống như mình nè, thì anh em có thể tham khảo cái loại sơn này, dùng rất là tốt anh em nha, nó không có bị bung sơn đó. Nó mình sơn nó không có bị bung sơn, và nó cái thời gian nó cũng kéo dài nữa, và nó làm cho cái hồ mình nó đẹp hơn, cá nó không có bị tụt màu anh em. Thì nếu mà hồ nhà anh em nào mà chưa sơn thì anh em có thể tham khảo mình sử dụng anh em nha. Thì nếu mà anh em sử dụng mà thấy cái hồ mình thả cá lại mà thấy nó đẹp hơn, thì nếu mà anh em thấy hữu ích á thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình anh em nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip của mình nha, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau anh em nhé.